Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với 18 điểm cầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 cấp tiểu học. Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và nhiều địa phương ảnh hưởng bởi thiên tai. Toàn ngành thực hiện nhiệm vụ kép vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, khắc phục thiên tai, vừa triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1. Trong đó tiếp tục chỉ đạo các địa phương căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục từ lớp 2 đến lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Mạng lưới trường lớp học sinh giáo viên cấp tiểu học với tổng 272 trường gồm tiểu học 239 trường, tiểu học và trung học cơ sở 33 trường, giảm 7 trường so với năm học 2019-2020 và 659 điểm trường. Tổng số học sinh tiểu học hơn 132.200 em với 4.663 lớp, trong đó có 119 lớp ghép. Một trong những điều quan tâm hiện nay là công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học còn lúng túng, nhiều trường tiểu học còn thiếu giáo viên dạy các môn chuyên như tiếng Anh, tiên học, mỹ thuật, âm nhạc.